Đầu những năm 70 của thế kỷ 20, hàng loạt vụ thảm sát diễn ra tại Washington, cùng với một điểm chung là sợi tổng hợp màu xanh lá còn sót lại trên áo quần của nạn nhân. Ngoài ra không còn một dấu vết nào xuất hiện trong những vụ án này, và kẻ tình nghi được nhắm đến, nhưng với trình độ khoa học kỹ thuật lúc bấy giờ, không thể tìm ra đủ chứng cứ buộc tội rằng một kẻ trong số họ đã sát hại 6 cô gái này, cuộc điều tra rơi vào bế tắc. Nạn nhân đầu tiên là Kara Spink, một cô học sinh lớp 7 đang theo học tại trường trung học cơ sở Johnson. Cô bé được mọi người đánh giá là khá ngốc nghếch. Khi cơ quan chức năng vớt được thi thể của cô bé đã bị bóp cổ, có những nhát chém vào mặt, cổ, ngực và cả hai tay. Máu lấp đầy khoang mũi của cô bé, sợi tổng hợp màu xanh lá được tìm thấy trên áo quần của cô. Bên phía cảnh sát để ý rằng giày của cô bé đã bị mất. Quá trình khám nghiệm tử thi phát hiện bên trong dạ dày của cô có các trái cây thuộc họ cam quýt. Cảnh sát phỏng đoán cảnh sát hại cho cô bé ăn các loại trái cây này. 10 tuần sau khi vụ việc Kara Spink diễn ra, một thi thể khác của một cô gái được tìm thấy bởi một nhân viên sở giao thông tại đường cao tốc DC dọc theo 295. Anh ta gặp sự cố xe hơi và tấp vào lề đường. Khi anh ta ra ngoài để kiểm tra chiếc xe, anh vô tình nhìn thấy một thi thể và ngay lập tức gọi cho cảnh sát DC. Nhưng tiếc thay, cảnh sát không thể lập tức tìm thấy thi thể ngay, là phải một tuần sau đó vào ngày 19 tháng 7, khi có thêm một cuộc gọi về thi thể đang thối rữa trong cái nóng oi ả. Cơ thể chỉ cách nơi phát hiện hải cốt của Spink 15 bước chân. Nạn nhân được xác định là Dalinea Johnson, 16 tuổi, đã mất tích vào ngày 9 tháng 7. Cô được tìm thấy 11 ngày sau đó. Lúc tìm thấy, khuôn mặt và cơ thể đã bị phân hủy nặng, đến mức giám định y khoa phải cắt mở các ngón tay để xác định danh tính. Thời đó không có xét nghiệm ADN, vì vậy nhà chức trách đã sử dụng dấu vân tay. Vì sự chậm trễ trong khâu phát hiện nạn nhân nên không thể kết luận được nguyên nhân gây ra tử vong. 9 ngày sau khi phát hiện ra Johnson, vụ án tiếp theo đã xuất hiện. Một người đã phát hiện ra một thi thể trên đường 50 ở Chevrolet, ngay bên kia đường Nick Street, đợt như là Randa Faye Rocket, một cô bé 10 tuổi có mái lúm đồng tiền đến từ Washington. Nạn nhân nằm dài bên đường, mặc chiếc quần đùi màu xanh trắng và áo hai dây. Cô bé đã bị bóp cổ và cự khiếp giống như Pink. Trên áo quần của cô bé có xuất hiện một sợi dây tổng hợp màu xanh lá. Lúc mất tích, cô bé đi chân trần, nhưng sau khi phát hiện đôi chân của cô bé trông rất sạch sẽ, như thể có ai đã cố ý làm sạch chúng. Vào ngày 1 tháng 10 năm 1971, có thông báo rằng Ninomusia Yas, 12 tuổi, đã mất tích. Yas đi đến sân quay cách căn hộ gia đình của cô ở khu 4900 trên đường Bandit SE. Vào lúc 7 giờ tối để mua đường, bột mì và đĩa cháy, cô đã mất tích trên đường về nhà. Vào lúc 9 giờ tối, có người đã thấy thi thể của nạn nhân. Người phát hiện là một cậu bé 16 tuổi, thi thể của nạn nhân vẫn còn ấm, được tìm thấy dọc theo đại lộ Pennsylvania, cây phía đông của quận. Cậu bé đã bị bóp cổ và cự khiếp. Lại một lần nữa, cảnh sát đã tìm thấy sợi tổng hợp màu xanh lá trên quần áo của Jay. Sau khi phát hiện điểm tương đồng của ba vụ án trên, mọi người bắt đầu xôn xao liệu chúng có liên quan tới nhau hay không. Người dân bắt đầu lo lắng, họ gọi cái sát nhân là bóng ma xa lộ. Liệu hành động của hắn là do sơ hở hay là do cố tình, như một lời thách thức dành cho phía cảnh sát. 6 tuần sau, nạn nhân thứ năm được tìm thấy. Danh tính nạn nhân là Trenda Funa, 18 tuổi, mất tích vào ngày 15 tháng 11 sau khi dừng chân tại Penchili Pole với một bạn học từ trung học Canozo ở North West. Cảnh sát Chevrolet David Newman đã phát hiện thi thể của Uta trên đường Hospital Drive, kề phía nạp đường 202 gần bệnh viện hoàng tử George, trong lúc đang tuần tra phòng 5 giờ sáng ngày hôm sau. Chiếc áo khoác nhung màu đỏ tía bị nghiền nát của Gouda được khoác lên người cô. Chiếc áo cổ lọ bị lột ra, các cúc áo trên áo khoác và váy không còn đầy đủ. Cô bị hãm hiếp bớt cổ và bị đâm 4 nhát. Trên tay nạn nhân có những vết thương tự vệ, cô đã chống chọi với kẻ sát nhân rất quyết liệt. Một nghi chú khó hiểu viết bằng bút chì được viết trong túi Gouda. Một điều thường xuyên diễn ra trong tôi rằng tôi cảm thấy vô cảm với con người, đặc biệt là phụ nữ. Tôi sẽ thừa nhận nhiều điều khác khi bạn bắt được tôi, nếu bạn có thể. Được ký bởi bóng ma tự do, các nhà chức trách chắc chắn Gouda đã viết lời nhắn này theo lệnh của kẻ sát nhân, bởi vì nó khớp với chữ viết tay của Gouda. Là điều kỳ lạ là Gouda có sử dụng dấu chấm câu, viết một cách không lo lắng. Vì vậy FBI suy đoán rằng cô bé có thể quen biết với kẻ giết mình, vì bạn không thể bình tĩnh khi ai bắt cóc và hành hung bạn được. 10 tháng trôi qua, tưởng chừng như ám ảnh về bóng ma xa lộ sẽ không còn nữa. Tên sát nhân đã rửa thay gác kiếm, nhưng không. Vào ngày 6 tháng 8 năm 1972, cảnh sát của D.A.D. William, cô gái 17 tuổi, đạp gai giữa đường, được tìm thấy bởi một người lái xe tải. William học tại trường Palo Senior sau khi đã dành buổi chiều cùng với người yêu. Sau đó hai người ra trạm xe buýt để về nhà từ Halitore đến Zaltes.
nhưng tiếc thay cô ấy đã không thể trở về nhà mà bị bao dọc tại đường I-295 cách 200m về phía nam DC. Phía cảnh sát xác nhận Willam đã bị siết cổ cho đến chết. Những gì còn sót lại là chữ DRD được viết lại trên đôi giày thể thao màu trắng của cô ấy, cùng 1,26 đô la trong túi quần jean. Theo giả thiết của Jane kẻ giết người sống trong cùng một khu phố gần đường Wheeler và đại lộ Phương Nam với hai nạn nhân đầu tiên của hắn. Vì họ bị bắt cóc ở gần nhau, anh ta phỏng đoán rằng kẻ giết người sau đó đã đi ra ngoài khu vực lân cận để tránh bị nghi ngờ. Anh ta có thể đã từng thăm cho quân đội. Cảnh sát tự vấn rằng hung thủ liệu có phải là một cựu chiến binh tham gia chiến tranh từ Việt Nam trở về và bị sang chấn tâm lý hậu chiến, và cho rằng kẻ giết người ở độ tuổi 20 hoặc 30 và da đen. Một phân tích tội phạm của FBI khẳng định rằng kẻ giết người có chứng mục trình độ học vấn trung học hoặc trí thông minh trung bình hoặc trên trung bình. Anh ta biết cách bắt đầu cuộc trò chuyện với phụ nữ, chứ không biết cách duy trì các mối quan hệ lành mạnh. Anh ta sống một mình hoặc với một phụ nữ lớn tuổi và khá rành những khu vực lân cận nên anh ta bắt cóc và giết các cô gái. Nghi phạm rơi vào tầm ngắm của cảnh sát chính là Robert Arkes, một kỹ thuật viên máy tính và là bệnh nhân cũ tại St. Elizabeth. Người đã từng ngồi tù vì cái chết của một gái điếm DC vào năm 1938. Ông được trả tự do vào năm 1958 sau khi bản án có vấn đề về pháp lý. Cảnh sát khám xét nhà hàng của Askin và tìm thấy ý kiến của tòa phúc thẩm từ bản kết án của anh ta, trong đó sử dụng từ Ten Stay Mau, một từ được sử dụng trong lớp viết tay của Wuda, một từ kỳ quặc rất ít ai sử dụng, nhưng Askin cho biết ông sử dụng từ đó chỉ để nhấn mạnh sự nghiêm trọng của vấn đề liên quan đến công việc của anh ta như thế nào. Họ cũng tìm thấy căn chòm của phụ nữ bị bẩn, ảnh của các cô gái và phụ nữ trẻ, một con dao được sử dụng trong một vụ phạm tội khác và một bài lượng của một cô gái. Một tháng sau khi khám xét xe của Akin, họ tìm thấy hai chiếc cúc áo và một chiếc bông tai bằng vàng dưới ghế sau của anh ta. Nhưng cảnh sát không có bằng chứng để buộc tội anh ta và cái chết của bất kỳ cô gái nào trong số 6 cô gái. Các sợi bột xanh lục được tìm thấy trên 5 trong số 6 nạn nhân không khớp với các sợi được tìm thấy trong nhà hoặc ô tô của anh ta, và các sợi tóc được tìm thấy trên đó có kết quả âm tính. Thay vào đó, Askin bị kết tội bắt cóc và hãm hiếp hai phụ nữ trong quận vài năm sau vụ giết người trên xa lộ và nhận bản án chung thân. Anh ta chết trong tù vào ngày 30 tháng 4 năm 2010 ở tuổi 91. Bởi vì họ đều là những cô gái da đen, thời bấy giờ vấn đề phân biệt chủng tộc vẫn còn rất nặng nề, bởi vì tính mạng họ không được xem trọng. Và chắc chắn rằng nếu nạn nhân là những cô gái da trắng thì kết cục của cuộc điều tra có vẻ đã khác đi. Bằng chứng rõ ràng nhất là khi so sánh đó với trường hợp của hai cô gái da trắng ở quận Montgomery bị mất tích tại trung tâm mua sắm Quinton Plaza vào năm 1975. Thi thể của hai chị em Karen và Sheila Leon chưa bao giờ được tìm thấy, nhưng các nhà chức trách đã theo đuổi vụ án không ngừng cho đến năm 2015. Khi họ buộc tội lôi quét, một tội phạm tình dục bị bỏ tù với hai tội danh giết người cấp độ 1, anh ta nhận tội vào tháng 9 năm 2017. Việc không thể tìm ra kẻ giết các cô gái đã gây ra đau lòng kéo dài cho các gia đình nạn nhân. Caroline B. Morris, người em sinh đôi giống hệt nhau của Carol, nhớ lại ngày bà thăm từ gõ cửa và tiếng hét kinh hoàng từ mẹ cô sau khi biết số phận của Carol. Caroline cuối cùng đã chuyển sang ma túy và mại dâm. Valerie Moore, chị cả của Ben, người đã nhờ cô vào cửa hàng mua thớ đình mệnh đó, luôn mang trong mình cảm giác tội lỗi, có thể là cả cuộc đời. Bertha Rocket, 54 tuổi, vẫn xúc động khi nhớ đến chị gái Randa, luôn dạy dứt tại sao tôi không đến cửa hàng với cô ấy. Nếu lúc ấy tôi đi cùng, có lẽ mọi thứ sẽ trở nên khác biệt. Cô mô tả ngày cô biết tin em gái bị giết là khoảng thời gian tàn khốc nhất trong cuộc đời tôi. Lớn lên cũng không cho phép có bạn trai và mẹ cô cũng không cho cô và hai anh trai cô ra khỏi nhà nhiều ngoài việc đi học. Việc kiềm hãm khiến cô trở nên rối loạn, Rocket bắt đầu hút thuốc, không học đại học và trở thành bà mẹ đơn thân một tháng trước sinh nhật 18 tuổi. Nếu Randa còn sống, tôi đã làm mọi thứ khác đi. Vậy vụ án đã khép lại, điều gì sẽ xảy ra nếu thân nhân, những người hiểu ra vụ án, những người điều tra không còn trên thế giới này nữa? Vụ việc sẽ dần chìm vào quên lãng và cái sát nhân kia vẫn luôn là một ẩn số. Đừng quên comment, nhấn like và subscribe kênh, nhấn nút thông báo để không bỏ lỡ những vụ án bí mật và nhiều chuyên mục hấp dẫn khác đang chờ đón bạn. Bí mật sẽ sớm được bật mí ngay thôi.